tháng trầm và say đắm tương lai mãi về sau, để hôm nay anh với nỗi đau cùng lối. Nhưng luyến lưu lần cuối liệu có cho nhau ngậm ngùi, em đi xa tận anh đớn đau muôn ngàn lần. Nhìn thấy ai cũng hạnh phúc làm trái tim anh lại nhớ, nhớ đến những ngày bên nhau lòng tan vỡ. Anh thương em người ơi, anh muốn bên em trọn đời, nhưng em đi xa rồi có lẽ anh đã hết cơ hội. Và anh lo toan nhiều thứ, nơi ấy em có ổn chứ, người ta có thương em thật lòng hay không. Tình ta như bao bộ phim đến lúc kết thúc câu chuyện, trong mắt em bây giờ em xem anh là kẻ phản diện. Và anh đây xin được khóc vì muốn thấy em mỉm cười, anh trách anh và chúc phúc em cùng ai khác. Em cùng ai khác.